Mai nè mọi người ơi, bây giờ mà nó vẫn còn đang nở nè. Bây giờ nắng ấm nè, đủ nước nè, nó mới tươi nở và nở một cách kinh khủng luôn. Cây nhỏ nhỏ thôi mà mọi người xem là nó nở ghê chưa. Trời ơi nó nở nè. Cây nhỏ thôi đó, có tầm khoảng cái này cho tầm khoảng 1 gang rưỡi 2 gang mà nó nở đặc cành luôn nè. Cây bên này sắp sửa nở nè. Nếu như mà anh chị thích chơi mai á mà muốn ngắm liền bây giờ thì cây này nó đẹp nè, mua về là nó nở liền, chơi liền nè. Đó, nếu như mà anh chị cô chú thích mai thì alo cho em ha. Đang có cặp này rất là đẹp và có bông sẵn cho mình ngắm cái mặt bông luôn nè. Bông rất là nhiều cánh, cái này gọi là cúc mai nha, rất là nhiều cánh và có hương thơm ha. Bên này là cây đang chuẩn bị nở. Thank you anh chị nhiều.